Lạp rang húng lựu Cụ Vân thì là nổi danh rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể tự làm ở nhà này, mình điều chỉnh được cái liều lượng gia vị phù hợp mà thành phẩm lạc cũng rất giòn, khô ráo, thoang thoảng thơm và đặc biệt là để lâu không bị ỉu. Lạc để rang thì các bạn cố gắng chọn những hạt to tròn này đều nhau để khi rang nó được chín đều. Có thể dùng lạc trắng hoặc lạc đỏ để rang. Lạc trắng thì giá nó sẽ rẻ hơn lạc đỏ một chút. Bây giờ thì giá lạc trắng ở chỗ mình là 6.000 đồng một lạng và giá lạc đỏ là 7.000 đồng một lạng. Khi làm lạc rang húng lựu thì là mình thường dùng luôn ăn luôn cả vỏ, cho nên là mình cần phải làm sạch cái lớp vỏ bên ngoài. Mình sẽ rửa lạc với nước, đồng thời nhân tiện là nhặt bỏ những cái hạt lép này, hạt mốc ẩm, những cặn bẩn lẫn vào. Rửa lạc xong thì mình cho ra rổ để ráo nước. Tiếp đến thì mình sẽ đun sôi giả khoảng 1 lít nước này và cho lạc vào âu bát, đổ nước nóng sôi giả này vào để trần qua cho lạc sạch và khử bớt được cái mùi hăng và chát của vỏ lạc đi. Mình trần nhanh trong khoảng chừng 10 giây thôi thì mình đổ nước đi. Và khi lạc ráo bớt nước thì mình sẽ nêm một ít gia vị vào để ướp lạc, để lạc nó có cái độ mặn ngọt vừa phải, khi ăn thì nó sẽ ngon và bùi hơn. Gia vị ướp thì đơn giản thôi ạ, gồm có muối tinh và đường thôi. Với 500g lạc thì mình sẽ ướp 1 thìa cà phê muối tinh và 1,5 thìa cà phê đường. Mình xóc trộn đều lên cho lạc thấm đều gia vị muối và đường. Sau khi ướp thì mình cần ít thời gian để cho lạc thấm gia vị, thì mình sẽ để ở đây là khoảng tầm 10 phút nhé. Sau đó thì các bạn có thể cho ra rổ và phơi nắng để cho lạc khô ráo hơn. Mình phơi trong khoảng 4 đến 6 tiếng trời nắng. Và nếu như không có nắng thì các bạn có thể sấy khô lạc bằng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu. Và khi sấy khô thì các bạn để ở nhiệt độ thấp thôi, khoảng từ 60 đến 70 độ thôi ạ. Hôm nay thì mình sẽ sấy khô lạc bằng nồi chiên không dầu. Ở đây thì tiện một cái là nồi chiên của mình nó có chế độ sấy khô luôn. Mình sẽ cho lạc vào lồng đạo xét nhiệt sấy khô ở mức 70 độ và trong thời gian là 30 phút. Sau 30 phút thì lúc này lạc nó đã có cái độ khô ráo nhất định rồi. Mình sẽ cho lạc ra nghỉ một lúc khoảng chừng 10 đến 15 phút ạ. Tiếp đến thì mình sẽ cho lồng lại vào nồi để rang lạc. Với 500g lạc thì mình sẽ xét nhiệt là 160 độ trong khoảng 20 phút là lạc sẽ chín. Chế độ quay của nồi thì nó sẽ giúp cho lạc được đảo vị trí liên tục, giúp lạc chín đều, không khác gì như lúc mà mình đảo lạc rang ở trên chảo đâu ạ. Sau khoảng 20 phút thì lạc chín, mình sẽ đổ ra ủ trong giấy báo hoặc là các bạn cho vào túi vải cũng được ạ. Thì mình sẽ cho khoảng 1,5 thìa cà phê bột húng lựu vào một cái lúc lạc nó đang nóng như thế này để cho mùi thơm của húng lựu nó dễ áo vào lớp vỏ lạc hơn. Sau đó mình sẽ bọc kín giấy báo lại, một lúc nữa lạc nguội là sẽ giòn đấy ạ. Sau khi lạc đã nguội rồi, mình ăn thì mình thấy lạc nó giòn, chín, không còn mùi tanh sượng của lạc sống nữa mà lại thoảng mùi húng lựu rất là thơm. Lạc nguội thì mình có thể cho thêm một ít húng lựu nữa, ít thôi ạ, bởi vì cho nhiều quá thì nó nồng mùi. Cái này thì tùy theo sở thích khẩu vị mà các bạn điều chỉnh liều lượng nhé. Mình sẽ sắp đều, sau đó sẽ cho vào lọ đựng hoặc là có thể chia thành túi bóng nhỏ rồi dán miệng kín lại. Mình thấy hiện giờ lạc rang húng lựu Cụ Vân thì rất nhiều Cụ Vân luôn đấy ạ. Nếu mà mình mua trên mạng là đôi khi cũng hay nhầm lẫn. Thì nhưng mà nhìn chung thì trung bình giá lạc rang húng lựu Cụ Vân thì nó sẽ dao động khoảng 85 đến 100 ngàn đồng cho một túi 500g là lạc trắng đấy ạ. Còn lạc đỏ thì sẽ đắt hơn một chút. Thì như mình tự làm ở nhà thì mình mua lạc sống như lạc trắng này là 30 ngàn đồng 500g. Gói bột húng lựu là 2 ngàn đồng một gói, nhưng mà mình cũng không dùng hết thì tính ra cũng là kinh tế đấy ạ. Tất nhiên thì mình không thể so sánh về hương vị, tuy nhiên là làm tại nhà như thế này thì mình thấy cũng ngon, vừa vị và còn sạch sẽ nữa. Thì mỗi lần ăn thì mình sẽ lấy ra một ít lạc rang húng lựu, nó giòn rụm, có vị hơi mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất đơm miệng. Lạc rang húng lựu thì có thể ăn không cho vui miệng hoặc là làm món nhắm thì cũng rất tốn bia rượu đấy ạ. Chúc các bạn thành công khi làm theo cách mình chia sẻ nhé. Và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.